Nào, chúng ta cùng quẩy nhanh một vòng sự kiện B-Lock. Chủ hạc thì đã chơi rồi. Chủ hạc thì đã chơi sẵn cho mình rồi, chỉ việc chọn mốc đây em ơi. Chọn mốc, chọn mốc, chọn mốc. À Lucky Bone chứ nhỉ, quên quên sự kiện Lucky Bone chứ. Nhầm tôi anh em ạ. Full sự kiện Lucky Bone anh em ơi. Đây rồi. Chủ hạc chơi sẵn rồi, mình chỉ vào chọn mốc thôi. Chọn mốc, chọn mốc, chọn mốc. Chủ hạc chơi 3 vòng nhưng mà 2 vòng này gửi cho em Lee Harry rồi thì mình chỉ chơi một vòng thôi nha. Tôi cũng chỉ cần chơi một vòng thôi. Gói này chắc là 98 thôi. 98 từ 5 đến là hay là 106 ta, hay 107 ta? 5 đến 8 trông hơi lỏ nhỉ. Thôi lấy mẹ DC đi, DC. Lại sự kiện, đúng rồi Khánh ơi, lại sự kiện đấy. Lại là sự kiện. Ok, tôi chỉ chơi một vòng thôi nha. Chỉ chơi một vòng mà không chơi nhiều. Con này thì chắc là 100 rồi. Cứ full cộng 8, cứ sự kiện là phải full cộng 8 anh em ạ. Con này thì chắc là cáp nhỉ, hay là LH ta? Cáp đi. Cáp đi cho nó mới mới một tí. Full sự kiện Lucky Bone. Ôi lấy gói 100. Con này thì chắc là 102 FBL nhỉ. Chắc lấy 102 đi. 102 đi. Cộng 8 mở cho thích. Gói này thì chắc là 102, 101 ta. Ôi lấy 102 đi. Lỡ lỡ trong hơi lỡ. Đấy. À anh em ơi, gói này nhá, tôi review luôn cho anh em nhá. Gói này ấy, từ 6 đến 8 này thì anh em hãy chọn từ 6 đến 8. Đừng chọn những gói khác. Đấy, lấy gói này này. Tại vì mở nó chỉ ra cộng 8 mà không bao giờ ra cộng 6 luôn ấy. Hề. Gói này thì lấy gì nhở? Ê, NG này biết đâu mình bú được quả Ramut Holun thì sao nhở? Đúng không? Ramut Holun thì sao nhở? NG hợp lý luôn. Việt Nam Bet LL 103 lấy Việt Nam Bet gì? Mình là người Việt Nam mà. Cứ gói nào, gói mốc nào có Việt Nam là mình chọn thôi. 24T chỉ định 10. 24T chỉ định 10 à? Con này thì chọn gì nhở? Thế mẹ 24T chỉ định 10 đó. Anh em biết đâu mình mở ra quả M3B nhở? M3B thì sao? Lấy mẹ 24T đi. Đỡ phải lọc nhiều. Gói này thì LN đây. LN. Tôi thích LN. Chuẩn. Đây rồi. Đây nó về hết rồi anh em ơi, nó về hết rồi. Thể theo nguyện vọng của Leto thì tôi sẽ mở gói LN đầu tiên anh em ơi. LN8 đầu tiên. Đâu nhờ LN của tôi đâu rồi. Đấy. Đây là mở theo nguyện vọng của Leto nha. Đầu năm mua SH, cuối năm lấy vợ, năm sau đẻ con, đầu lòng, năm sau nữa mua ô tô. Ôi kịch bản đấy, bây giờ gói 103 mở ra Gulit nữa thì thật sự là tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay. LL 103 mở. Xoài. Và đó là ai ạ? Anh. Thôi 1.000 tỷ rồi. 121 ạ, min điên. Câu luôn đấy. Đầu gói này đã câu luôn rồi. Ok nha, cảm ơn đây tôi nha. Gói này là gói chiều lòng với tôi ấy. Nhót thật đấy. Làm mấy gói icon nhẹ nhàng xem nào. Không sao, đen đầu đỏ đít mà. Chúng ta vẫn còn những gói khủng khủng đằng sau mà. Min gói này. Ây xe à? Đúng không? Chuẩn luôn, 109 43 tỷ. 106 và 109 là ok. Ô, bác Dô 113 luôn. Netflix. Nói gì đi ạ? Min gói này thì gói 68 là chắc chắn rồi. Gói đấy chắc chắn nó ra cộng 8 rồi em. Chắc chắn rồi. Ôi, có gói ô này 21 này, 3 gói không anh em? 3 gói không nhở? Đầu chuột đuôi kiến. Đấy. Đầu chuột đuôi voi em. 21 này á, hy vọng là qua đường hầm nhá. Hy vọng là qua đường hầm. Và đó là Hà Lan. Đường B Akhon à, đúng không nhở? Cường fan vua Tần, Tần Lôn đã donate cho Tai Gigi 10.000 đồng. Hãy vui lên thầy, khi buồn thầy hãy nhớ. Ok. Chị Thu Hằng đã có người yêu. Hu hu. Thu Hằng chưa có người yêu, tôi khẳng định luôn 100%. Thu Hằng chưa có người yêu. Đó. Khẳng định luôn nha, Thu Hằng chưa có người yêu. Nào, icon Hà Lan. Và đó là Gulit mở. Quên rồi mở tiếng Gulit. Sếp. Dấu tên đã đâu nét cho Tai Gigi 10.000 đồng. Cảm ơn tên. Co gòi kép 100 kia. Mo gì nhanh lên. Đấy rồi, đợi tí bình tĩnh vội à. Ôi, còn X2 Hà Lan luôn à. À, còn X2 Van der Sar luôn à. À, lắm Van der Sar vậy.
Đâu có cáp đâu nhở? Đây chiều lòng anh em vậy. Đâu có cáp đâu. Có cáp đâu, cáp 100 này đúng không? Cứ dục nhiều mở ra 115 kìa. Cứ dục nhiều mở ra 115 thôi. Đấy. Em Bách và Tấn Bi kịch cuộc đời đã donate cho Tai Gigi 10.000 đồng. Nói thật chứ anh Trường nhìn trẻ hơn tuổi nhiều thật, 34 tuổi em mà trông cứ như sinh năm 90. Sai nha. Đấy là sai nha em Bách nha. Sai nha, 34 tuổi nhưng mà mọi người bảo tôi sinh năm 97, 98 nha. Chưa bao giờ bảo ai bảo tôi sinh năm 95 cả. Thật sự luôn. Tôi mà tiết lộ tuổi của tôi nha, nhiều anh em bảo là trông này trẻ thật. 90 mình nhìn như 97, 98 vậy. Thầy, chó điêu luôn. Má con vợ giấu tên giấu tên dục cái mình mở minh luôn á. Toàn GK đấy. Ba con GK liên tiếp. Yo. Ê Cam à? Cam DC. Con nào vậy? Rosicky 115 ok mà đúng không? Không minh, không minh anh em ơi. Có tí phôi đẹp. Phôi đẹp luôn. Rồi con này thì hy vọng để ra đấu đó CM này. Hoặc là hàng tính đạo đi. Đừng ra hậu vệ xin, đừng ra hậu vệ. Đừng ra hậu vệ nha. Đừng ra hậu vệ. Ui, CB đùa đen chua. Thề. Hải quế luôn, 236 tỷ. Mỡ. Có này thì sẽ không bao giờ ra 115. Tại vì gói cáp ra 115 rồi đúng không? Thì gói này không bao giờ ra 115 cả. Ê. Ui dồi ôi, Lucas Hernandez 115 luôn. Má 120 tỷ. Nhót rồi. Nhót rồi anh em ơi. Mày min luôn một vòng sự kiện này. Nào, gói này thì tôi đã bảo rồi, gói này chắc chắn sẽ là cộng 8, không bao giờ có 6 rồi. Gói này là gói cộng 8. Tại vì tôi mở rất nhiều rồi, nó toàn ra cộng 8 à. Không bao giờ cộng 6, cộng 7 luôn ấy. Ê, cộng 8. Nói chung là nếu mà anh em hỏi đâu là đáy xã hội, đáy của đáy xã hội, thì anh em hãy cho người ta xem cái màn mở thẻ của mở thẻ gói LN từ 6 đến 8 này của tôi cho người ta nhá. Hãy cho người ta xem để người ta biết được là đâu là đáy của đáy xã hội. Vãi cả nồi ạ, nó đéo được cộng 8 cho ạ. Cộng 8 phải cứ gạt được tí không? À. Cộng 8 phải bú không? Tôi nhót rồi, mở hai gói LL đi cả hai rồi. Nào, làm gói 100 xem nào. Yo. ST. RB. Ui. Em mới ra group thì ngon nhờ, 600 tỷ luôn ấy. Lại min. Được quá nhờ. Được quá ra. Từ giờ là mấy gói min rồi cả nhà nhỉ, anh em đến không? Phải đến 3 gói min rồi nhờ. Ôi xô, tôi đi rồi. Thằng nào vậy, Rebic à? Ui ui. Sick. Mà chích xích 260 tỷ. Mà hôm nay vòng sự kiện này nó ảo thế nhờ. Ảo thật đấy. 118 thì khác chó ra cho 117 đâu. Nào Toti. Mở cho Hiếu Củi đỏ bao nhiêu, mở cho Nam Real thì như kẹp đùa. Lọc không nhờ anh em nhờ. Lóng ta. Gọi phải lóng vậy. Ê anh em, cộng 10 phải lóng không anh em ơi. MAB là bú này. Mở MAB Pháp. Thôi xong, xong em in à. Không gỡ được tí, không gỡ được chút đỉnh anh em ạ. Không gỡ được chút đỉnh nào anh em ơi. 186. Nhót thật sự. Lần cuối thấy ạ trên kênh à. Có này ra hô luôn ấy.
thì nó sẽ là bùng nổ. Tôi chỉ cần ra ra mốt hô luôn thôi. Ra mốt hô luôn. Lấy lại tất cả. Cửa đéo là ô tô LB cũ rồi. Khó thở quá. Ê, 120 mà. Mắc chưa anh em? 120 là mắc chưa? Ủa? 120 ok mà đúng không? 120 ok mà, gỡ anh em ơi, gỡ. Kinh vậy. Min 119 mà. Con này ở cận min, con này cận min anh em ạ. Em còn một gói cuối này ra cho 21 để gỡ luôn này. Gỡ. Hip đã donate cho Taijiji 10.000 đồng. Hip. Em Taijiji min mặt cười. Không min được, làm sao min được con này. Nếu không thể mắc thì anh min full vào đi. Min đi, ra 117 có content nó tuyệt vời luôn. Ra 117 tuyệt vời. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Chúng ta vừa trải qua một vòng sự kiện toàn min. Đéo có tí mắc nào cả. Thề. À, không có tí mắc nào cả. Có tí rác gỡ anh em ơi. Gỡ thôi, gỡ tí rác em à. Buồn thật sự. Hãy để cho anh gỡ tí rác. Hip đã donate cho Taijiji 10.000 đồng. Anh cải chiến thuật đội với đơn AB hộ em với vừa build khó đá quá à, mặt mếu. Ok, cảm ơn Hip nhá. Thực đơn là như nào, em gửi fanpage TG của mình cho anh nhá, để sắp xếp. Còn hai vòng không được, hai vòng đấy là của em Lihari của tôi rồi. Ê, Pháp, CF, Benzema. Ừ, Benzema 113, này thì vứt đi rồi, mấy con 113 đây. 112, 110. Ủi nhót rồi, cụ đi chân lạnh toát luôn. Cụ đi chân lạnh toát luôn. Anh có cứu được không nhở? Có cứu vãn được anh em? Anh Trường mở cụ min rồi, cay thế nhở?